Xin chào cả nhà, Hoài Danh xin đọc truyện tiếp theo trong quyển Hồ Chí Minh một huyền thoại kỳ vĩ, truyện thứ 28, các chú có đồng ý không? Tháng 8 năm 1960, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 khai mạc, đơn vị C8, một bộ phận của Trung đoàn Bảo vệ Thủ đô được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ đại hội. Hôm sắp khai mạc đại hội, bất chợt bác đến thăm đơn vị. Bác đi thăm nơi ăn, chú ở, nơi để vũ khí của đơn vị. Khi qua gian buồng để vũ khí, thấy cửa mở, bác liền phê bình ngay. Các chú để súng trong nhà mà không đóng cửa là mất cảnh giác. Sau đó, ban chỉ huy tập trung anh em lại để nghe bác nói chuyện. Các chú phải toàn tâm, toàn ý phục vụ và bảo vệ đại hội đảng toàn quốc cho tốt. Đại hội lần này không những có đại biểu trong nước mà còn có đại biểu của các đảng anh em cũng tới dự. Việc tiếp khách do các đồng chí trung ương và bác lo, còn việc bảo vệ là các chú lo. Làm tốt, bác sẽ thưởng. Suốt quá trình đại hội, vâng lời dạy của bác, đơn vị C8 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đại hội kết thúc thắng lợi trong niềm vui lớn của quân và dân cả nước. Cán bộ và chiến sĩ C8 một lần nữa lại được bác đón bác đến thăm. Bác vui vẻ nói, thực hiện lời hứa với các chú, hôm nay bác đến thưởng cho các chú đây. Bác khen thành tích chung của cả đơn vị và hỏi tiểu đội nào khá nhất. Thưa bác, tiểu đội 4 thuộc trung đoàn 254 bảo vệ thủ đô và tiểu đội 6 thuộc trung đoàn 600 ạ. Đồng chí cán bộ chỉ huy thưa với bác. Bác khen tốt và hỏi tiếp, thế cán bộ chiến sĩ ai được bầu xuất sắc? Thưa bác, có 7 đồng chí ạ. Đồng chí chỉ huy trả lời, đó là Thượng úy Ngô Ngọc Lâm, Chủng úy Hoàng Kính, Thượng sĩ Phạm Cao Đính, Trung sĩ Nguyễn Văn Minh, Trung sĩ Nguyễn Đắc Phái, Trung sĩ Trần Đoan, Trung sĩ Nguyễn Văn Cán. Nghe xong, bác liền thưởng 7 huy hiệu cho 7 đồng chí, rồi hỏi, bây giờ các chú có muốn gì nữa không? Một anh em trả lời, thưa bác, đề nghị bác nói chuyện ạ. Bác cười và nói, bác rất bận, nói chuyện sẽ để lúc khác. Bác đề nghị thế này, bác và các chú chụp ảnh chung, các chú có đồng ý không? Tất cả anh em phấn khởi quá hô vang, đồng ý ạ. Thế là mọi người ra ngoài sân, bác đứng giữa, anh em xếp hàng đứng hai bên và đồng chí nhiếp ảnh của đại học đội đã bấm một kiểu rất đẹp. Tác giả Nguyễn Dung.